Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì đây là Wedbin 1 đô running không ngày. Cái web này thì nếu cho là đặc biệt thì cũng không phải là đặc biệt cho lắm. Mình đánh giá ở mức cũng là đặc biệt, nên ra mình cũng giới thiệu riêng. Ở đây thì chúng ta sẽ có tổng số đầu tư này, tổng số người đang online, tổng member running không ngày. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy là cái lượng tuy là chạy không ngày nhưng mà cái lượng thành viên vào tương đối lớn. Về cá nhân mình thì ở trên web này mình đã rút được tiền về rồi. Các bạn có thể quay lại VK của mình vì mình có bot ở trên VK rồi. Các bạn có thể quay lại VK của mình nhé. Đây thì mình đã bot trước rồi, đây mình đã rút được tiền về rồi. Con này thì mình đã đầu tư trước và rút được tiền về rồi, thì đối với mình thì bao giờ thì những web như này mình cũng bao giờ mình làm chuột bạch trước rồi. Một số bạn người Việt Nam thì cũng đã đầu tư trước rồi. Ở đây chúng ta sẽ có các, bây giờ mình sẽ đánh giá web, mình sẽ đầu tư vào web, nhưng mà khi mình sẽ xem web như nào, review qua, sau đó thì đánh giá chi tiết nhé. Các bạn nhớ xem kỹ clip và nghe kỹ nếu như mà các bạn muốn đầu tư thể loại này, cũng như là các bạn muốn chơi thể loại này, thì nếu như bạn mà kiểu như là người mới thì cần phải nghe kỹ, còn bạn nào mà chơi lâu rồi ấy, thì các bạn có thể cho mình cái đánh giá ở phần mô tả bên dưới và nhớ ấn like video này. Ok, đây chúng ta sẽ có phần tính toán này. Mà thôi, bây giờ chúng ta sẽ setup đã. Mình sẽ đầu tư trước để cho các bạn nhìn thấy được trước ạ. Đây, mình sẽ đầu tư trước, mình vào. Tuy nhiên những cái dòng web như này thì bao giờ nó cũng khá mạo hiểm. Các bạn lưu ý rằng nhé, những cái thể loại web này thì mình với các bạn nó cũng giống như kiểu là khi mà có thấy một quán ăn mới, có một cửa hàng mới thì mình sẽ vào mình ăn thử cho các bạn xem, để làm clip cho các bạn xem, nó giống như kiểu như vậy. Còn bản thân mình ý, khi ăn xong nó như thế nào, bụng dạ nó ra làm sao thì mình cũng có thể là trong cái thời điểm đấy cái cửa hàng đấy nó có mấy con ghẹ nên nó ngon, ở thời điểm hiện tại thì nó mang cho mình mấy con ghẹ nó ngon, còn khi mình đi rồi, mình ăn xong rồi các bạn đến ăn thì chẳng may con ghẹ đấy nó lại không ngon, lúc đấy mùa ghẹ nó vào lại đúng lúc ghẹ nó ôi nó thiêu nó thối thì nhiều khi là, hoặc là cái khẩu vị, chúng ta phải hiểu là khẩu vị của mình nó là ngon chẳng hạn đấy, xong rồi bạn vào ăn thì bạn cảm giác không ngon chẳng hạn. Nhưng mà tất cả mọi thứ mình đều làm clip cho các bạn đây. Ok, bây giờ thì về cá nhân mình sẽ như mọi khi ở chỗ này đó, các kiểu các bạn cần phải phần Etina cao này. Các bạn nhớ nhá, nếu mà chưa có ví, chưa cái ví thì nhớ ở phần edit này để mà điền ví vào, thông tin ví vào. Xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành deposit để mà xem cái lại lợi nhuận của nó. Thì ở đây á thì đây là 3% này, các bạn ấn vào đây để tính toán này, mình lấy ví dụ nhá, các con kia đường ấy. Mình sẽ vào đây khoảng 10 đô. Đây 10 đô như này. Thì ở đây thì 10 đô thì đến ngày mai mình sẽ lợi nhuận đây là 7.2. Ngày kia thì mình có 14. Đây. Những con forever như thế này ấy, thì các bạn đừng nghĩ nó là forever. Bao giờ mình cũng thực ra ấy, những con chạy dài như thế này thì nó tuy lợi nhuận như thế này mà nếu như mà vào 10 đô mà thực sự nó chạy được như thế này thì mình cũng giàu to rồi. Nhưng mà thật các bạn là như vậy ở những con như thế này. Ok, thì sau khi một khoảng thời gian mình chơi ở trước lúc nó mới ra, lúc vài thành viên ấy, thì mình thấy là tốt nhất là các bạn lên đầu tư ở Perfect Bayer. BO thì sẽ cảm thấy ok hơn. Còn thực ra mình cũng không nên khuyên các bạn vào Perfect Money, mặc dù là mình cũng đã rút được về bằng Perfect Money rồi. Các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây mình sẽ vào này cho 480 giờ. Đúng rồi. Confused. Đây mình sẽ vào cho các bạn xem ạ. Ok. Thank you. Rồi quay lại home cao này. Ok, thì ở tip gì xin đây. Đấy, 10 này. Tổ tần ở nhớ các thứ chúng ta sẽ phải vào phần đấy. Các bạn kích vào nó nhé. Này hơi khó kích một chút. Đây, xin lít này. Đây cái plan này các bạn có thể nhìn thấy đây, token, to đây các kiểu.
đây Earth History, các bạn có thể xem những cái phần history của bạn, ok, mày biết các thứ. Nhưng mà bạn để cho các bạn quản lý thôi mà. Còn ở góc này ấy, nếu như là Bitcoin cái với lợi nhuận Bitcoin ở đây, các bạn để tính toán. Đây là giá đô về giá trị. Cái này kiểu tính toán thôi. Thực ra về chung quy ấy, về cơ bản cái nền tảng web thuộc vào nền tảng web bình thường, cũng không phải là quá gì là quá đặc biệt ở trên nền tảng web. Lợi nhuận thì như mọi khi chúng ta có thể tính toán được đây là khoảng 2 ngày. Có rất nhiều câu hỏi các bạn đặt ra cho mình như này, đó là lãi và vốn như thế nào. Ví dụ như bạn bỏ 1 đô vào thì 2 ngày sau các bạn mới nhận được 1.4 đô, tương đương cả lãi và vốn. Cả lãi và vốn nhé. Bạn bỏ 1 đô vào thì nó cứ thế nó chạy lãi. Khi nào mà được 2 ngày thì được 1.4 là cả lãi và vốn, bởi vì vốn của bạn là 1 đô và lãi của bạn đó chính là 0.4 đô. À 0.4. Như mình vừa nãy là 10 đô đi, cho mình lấy ví dụ là 10 đô đi. Thì là 10 đô thì mình sẽ có vốn của mình là bỏ ra là 10 đô, và sau đó thì 2 ngày sau mình sẽ có 14 đô. Vậy thì mình sẽ rút được 14 thực ra thì 1 ngày sau đã rút được rồi. Thực ra mấy mấy tiếng sau là đã rút được rồi, để chúng ta có thể rút được rồi, nhưng mà cứ nó cứ nhảy lãi là rút được rồi. Thì thông thường là cái 10 đô nó sẽ là vốn các bạn rút được về, còn 4 đô thì nó là lãi. Nhưng mà đối với con này thì nó cứ chạy mãi, chạy trong vòng 20 ngày. Vậy là nếu như nó vượt qua, nó chạy càng xa thì cái tiền lãi nó càng nhiều. Ở con này thì cái độ hấp dẫn của nó khá cao. Nếu như mà đây for how đi, for giờ nếu như mà vào cái tầm này là nó cái lên tính toán này, ấy mình có thể vào cái tầm 10 đô ở chỗ này, nhưng mà mình đầu tư trước cái kia rồi plan 1 để cho minimum maximum này phần trăm 4%. Nếu như bạn có 10 đô thì bạn chọn cái đoạn này nhé, 50 đô chọn cái này maximum minimum. Nhưng mà cái thằng này nó có một phần nữa là để mình sẽ nói ở cái phần đấy cho nó dễ, anh em hình dung nó dễ. Ok, đây là 1 đến 10. Đây, 10 đô này, 20 ngày này. Đấy. Đấy thì min nó là 10 đô, mai nó là 19.2 đô. Nếu như bạn mà vào cái plan này, nếu như mà có 10 đô vào kiểu như này thì nó là như vậy. Thì mình cứ có 10 đô nhưng mà mình táng ở cái phần đầu trước. Cứ cứ tám phần đầu thôi, nhưng mà thực ra thì nếu như các bạn làm trên 10 đô hoặc là trên 20 đô thì chọn những cái này, hoặc 50 đô chọn những cái này, là 100 đô for 40 ngày, 100 đô 40 đô. Nhưng mà thông thường ạ, như các bạn đã biết rồi, những con quét nào mà nó cứ cho như thế này thì thông thường nó rất là khó. Đâm ra về cá nhân mình lời khuyên ấy, các bạn cứ chơi ở cái này cho nó ngon thật sự. Nếu như các bạn muốn thử thì có thể chỉ thử 1 đô ở trên con quét này thôi. Về cá nhân mình thấy như vậy, còn tùy các bạn nghĩ sao thì nghĩ. Ở trên con quét này, quét thì vẫn running không ngày, số người vẫn vào rất rất là lớn. Về con này thì nền tảng mình đánh giá cũng không cao, nên các bạn nhớ vậy. Nếu như mà 1 đô thì không vấn đề gì cả. Nếu bạn vào đây 10 đô thì có vẻ lên suy nghĩ. Chỉ cần con này nó chạy khoảng độ 5 ngày là mình cũng ấm êm rồi, nhưng mà thông thường thì khó lắm thật sự. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Cảm nghĩ sao thì phải comment ở phần mô tả bên dưới với cái quét này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.